Làm cho em. Em làm được nửa cái đầu rồi. Còn nửa đầu em thắt bím nữa, sau đó em make up thế là xong. Em giỡn với anh đó hả? Bình thường là em make up đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Mà nãy giờ anh chờ em 1 tiếng đồng hồ chỉ cho cái công đoạn là thắt bím của em thôi á. Đúng rồi, tại tóc em ngắn nó hơi khó thắt. Nó thắt xong nó lại hư rồi, em phải tháo ra thắt lại. Em vừa vừa phải phải thôi. Không mấy giờ mình để đừng thắt bím nữa, để bình thường đi cũng đẹp mà. Anh điên à? Em phải làm đi tiệc ấy là phải đầu tóc, phải chỉnh chu, make up nó phải cẩn thận. Chứ không ra đường người ta cười vào mặt chúng mình ấy. Đây là cơ hội để người ta nhìn thấy cặp vợ chồng mình đẹp đôi thế nào mà. Thôi làm đi, làm. Ừ, anh cứ lèm bèm, anh làm em chả còn tập trung thắt tóc được nữa. Xong rồi muộn anh lại mắng em thêm. Thôi bây giờ để khỏi phải nói nữa, anh mở tủ anh lấy cái đầm vàng anh đi ủi cho em cái. Em nha, đã biết ngày hôm nay đi tiệc rồi, lo ủi đầu trước đi, tự nhiên giờ biết rồi. Từ nãy giờ em bận thắt tóc, chưa kịp ủi đồ. Trong đây làm gì có cái đầm nào màu vàng? Sao lại không có cái đầm màu vàng? Cái đầm của em thích nhất, em đặt ở trong đấy mà lại. Em nhìn đi, làm gì có cái đầm nào màu vàng? Ơ kìa, anh xem nó có rơi ở dưới kia không? Chồng con vô tích sự, bảo kiếm đồ cũng không có. Trong đây toàn màu gì, không chứ làm gì có màu vàng. Cái đầm màu vàng của em đâu? Ai biết, tự nhiên hỏi anh. Em nhớ cho kỹ đi nha. Em có đem đi đâu giặt vũ hay là cho ai mượn á thì em coi đi. Sao mà cái đầm ở trong tủ mà lại không có đâu nhỉ? Bây giờ cả cái phòng chỉ có mỗi hai người. Em không lấy, chắc chắn là cái người còn lại lấy. Thôi nha, thôi nha. Thôi nha. Từ bao giờ em nghĩ chồng em như vậy em? Em nghĩ cái đầm em anh mặc vừa không? Hả? Từ cái lúc này, từ cái lúc vừa hồi nãy lẹ bắt đầu em nghĩ. Cứng lại rồi. Từ bao giờ em nghĩ vậy? Em vừa phải thôi, anh đã nói anh không mặc vừa cái đầm đó. Thì thế em mới nghi ngờ, đúng không? Anh lấy ra, anh to, anh mặc không vừa, anh làm rách xong anh phải hủy để phi tang, để không cho em phát hiện ra. Vợ ơi là vợ, em vừa phải thôi vợ. Anh là đàn ông chân thật nha. Chân chính đàng hoàng nha. Không có cái sở thích dành đầm với vợ đâu nha. Thế thì bây giờ, cái đầm của em ở đâu? Ai biết em có cho ai mượn không? Ờ ha, hôm bữa em cho con Ti mượn. Cho con Ti mượn mà quên không lấy về. Mà anh ý lạ lùng thật, chồng con vô tích sự, chả bao giờ giúp được cái gì. Biết em đi tiệc, anh phải đến anh đòi nó mang về cho em mặc chứ. Vậy nữa hả? Ừ. Rồi đầm của em thì em phải tự đòi đi chứ mắc mớ gì. Thôi mặc cái khác đi. Đó, được rồi, cái này đi. Cái này nhìn cũng thẳng thớm nè. Ừ. Mặc cái này đi, đỡ phải ủi. Thôi thế cũng được. Xong rồi, anh chờ em tí nhá. Bây giờ em bắt đầu làm qua cái đầu bên cạnh. Làm qua nửa bên này xong một cái là lát nữa em thay đồ xong cái là đi thôi nhá. Ủa thay đồ là xong hả? Ừ. Ủa đi chân không hay sao? À, quên. Ra ngoài lấy cho em đôi giày. Nhiều bạc phải không? Ừ. Không có đôi nào màu bạc hết. Sao lại không có đôi nào màu bạc? Chồng con cứ vô tích sự, nhờ gì cũng không được. Nó không ở đây thì nó rơi ở đâu đấy, thì anh đi tìm cho em đi. Chửi hoài à. Mệt ghê, là nó không thấy mà. Không tin anh đem hết vô cho em coi. Hả? Nhìn kỹ đi. Có cái đôi nào gọi là cái đôi màu bạc không? Thì cái đôi giày của em ở đâu hay anh lại lấy anh đi rồi? Hay em lại cho người nào mượn, em nhớ kỹ đi. Làm gì có ai mượn, cái đôi đấy bị gãy mà. Bị gãy em mang chi? Thì... đúng rồi. Cái đôi đấy hôm đấy bị gãy gót rồi em vứt nó đi rồi. Em quên. Thôi lấy đôi đỏ này cũng được này. Lấy đôi đỏ cũng được này, nhá. Rồi, xong rồi, bây giờ xem còn cái gì nữa nhỉ? À còn bông tai của em, tìm bông tai cho em đây. Bông tai của em thì em tự nhớ đi, bữa em cất mà. Hôm bữa cái này em nhớ nhá. Hôm bữa đi tiệc về em đưa bông tai của em cho anh em cất. Em cứ nhớ làm sao á. Anh đã đưa cho em rồi. Em đưa cho anh tận tay luôn. Dạ thưa chị. Là anh đã đưa lại cho em không nhớ hả hôm đó? Hôm đó đi tiệc về, xong hả em nói, anh ơi cất giùm em đôi bông tay. Anh cầm tận tay anh đem đi cất, hôm sau lại đi tiệc tiếp. Em lại nhờ anh đã lấy ra đưa cho em và em về em tự cất. Anh không biết, em hỏi người khác đi. Cái gì cũng mất, cứ mỗi lần tìm cái gì cũng mất. À, hôm đấy cái đầu này em phát hiện ra nó bị lỗi mốt, em vứt rồi. Thôi đây em xong rồi này. Đây này em xong rồi này. Dạ em trang điểm cái xong rồi là trang điểm xong một cái em thay đồ cái là mình xong nhá. Nghỉ. Không đi đâu hết á. Cái gì đây? Bực mình quá. Ở nhà luôn đi. Sao lại ở nhà? Anh sẽ đi uống bia với bạn cho đỡ tức. Ở nhà đi. Ghét dễ sợ. Ơ kìa. Lo làm cái đầu tiếp đi.
rồi. Chồng thì cha bao giờ hiểu được, lấy vợ, vợ là đàn bà thì mình phải hiểu đàn bà chứ. Em ước em trù cho kiếp sau anh làm đàn bà, cho anh hiểu thế nào là nỗi khổ của đàn bà. Chị, dạ chị có cái khăn quàng cổ nào không? Chị cho em mượn cái em choàng em đi dạo phố với chồng em. Đi dạo phố mà cũng phải quàng khăn thật. Đi dạo phố với chồng em phải đẹp chứ. Đây, 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 đây. Trời, đẹp ta. Đây, có hai cái khăn, thích cái nào cho mượn cái đấy. Trời ơi, công nhận chị có gu thẩm mỹ. Chị chọn đồ đẹp thiệt luôn á nha. Đương nhiên, vợ khăn đẹp tú mà. Ồ, cái khăn màu xanh này hợp với em nè. Ừ. Cái đầm em nó màu xanh, là có cái màu xanh. Ồ, cái màu trắng này cũng hợp luôn nè. Nó cũng có màu trắng luôn nè. Mà chị có khăn màu đỏ không cho em mượn đi. Vừa nói là nhà chỉ có hai cái khăn thôi. Mượn mà cũng đòi hỏi quá cơ. Thế có mượn không? Mượn luôn. Coi như mượn hai cái luôn đi. Mượn xong rồi nhớ trả nhá. Dạ. Thôi bây giờ tôi phải đi rồi. Đây. Đứng lại. Chị định đi đâu ạ? Đi ăn tiệc với anh Tú. Trời đất ơi, chị đi ăn tiệc với anh Tú hả? Ừ. Chị thay đồ chưa? Thay rồi. Đến nãy hả? Bộ này toàn là cườm lấp lánh rồi. Hoa cỏ mùa xuân này rồi còn chê gì. Trời ơi trời. Trời, sao chị có gu thẩm mỹ mà chị chọn đầm kỳ vậy? Chị mặc cái đầm này nhìn y như bà nội của anh Tú vậy á. Thế á? Ồ. Ghê quá. Chị già thế á? Già lắm. Bây giờ chị phải thay đồ đi. Chết. Người ta nói chị là bà nội anh Tú không? Không. Trời ơi, phải thay đi. Ghê quá. Xấu già. Lấp lánh kim cương hụt lục xoàng. May mà em nói. Chứ không, cái này ra thì xấu mất chết. Trời, cái gì vậy trời? Trời ơi, cái này là tủ quần áo của chị đó hả? Trời ơi. Đồ này của chị phải không? Ừ. Là của chị. Chị xin đồ của cô Lan về, chị mặc thành đồ của chị đúng không? Em sợ hơi à? Hai cái con người của chị gộp lại mới mặc vừa cái áo của mẹ chị. Trời ơi, thật là kinh khủng. Đây là đồ của chị. Chị làm sao chị mặc mấy cái đồ này vậy trời? Đồ chị đẹp mà. Đồ này cho em làm đồ dẻ luôn á, chứ đừng nói là mặc, nghĩ sao mặc lên thế người chị. Thế thì làm sao được, của sao em mượn khăn nhá. Khăn là chuyện khác, còn bây giờ đầm chị mặc, chị đi với anh Tú chị đẹp trai như vậy. Chị mặc thì cuối cùng bây giờ chọn dùng đi, bây chọn một là... cái đi. Thôi được rồi, em có cách để em giúp chị nè. Ừ. Em thương chị lắm á nha, cái gì em cũng vì chị hết, bây giờ em hy sinh nè. Đó. Chị lấy cái đầm này của em vậy mặc đi ăn tiệc với anh Tú đi. Con đi đâu vậy? Con đi ăn tiệc với anh Tú. Trời, con đi ăn tiệc với anh Tú hả? Trời ơi, con đi ăn tiệc với anh Tú mà con như vậy hả con? Đây. Mẹ chứ mẹ, không kiểu được. Tóc này là... Không. Đây. Đây con nhìn đi. Trời đất ơi, con nghĩ sao mà con đi ăn tiệc với một cái khuôn. Con thấy đẹp mà mẹ, con nhìn vào gương mấy lần. Con làm tỉ tóc rất là kỹ, theo cái kiểu mà tuần lễ thời trang New York bây giờ đấy mẹ. Con à, mẹ nói con nghe nè. Con á là con phải nhớ, mình á, tức là mình phải trẻ trung. Mình phải, tức là giờ mẹ không biết nói như thế nào, nhưng mà con đi với thằng Tú á, là con phải trẻ hơn nó. Còn con có tin không? Với cái bộ dạng như vậy là con đi với mẹ đó, là người ta sẽ tưởng mình là hai chị em. Nhưng mà mẹ là em, con là chị đó. Bây giờ vậy nè, thứ nhất, cái màu môi của con á là nó hơi bị đậm quá, hiểu chưa? Tại vì cái kiểu cái đầm này thì đẹp rồi, mẹ không nói về cái đầm nha, cái đầm sang rất là đẹp rồi. Thì chính vì cái đầm nó như vậy cho nên á, phần trên là mình phải trẻ trung một chút, hiểu chưa? Chứ con lại luộm thuộm, con lại giống như là một cái bắp cải mà bị úa mà nó đội lên đầu vậy là mẹ thấy không có được rồi, lớn tuổi lắm. Thế tôi bây giờ lên mẹ giúp con nhá. Mẹ chỉnh lại cho con chứ mà ra đường như thế này thì con cũng không tự tin. Thôi bây giờ, thôi đi nhanh, đi hẹn đi. Bây giờ gì nè, bây giờ theo mẹ thì như vậy nè, chỉnh lại khó lắm. Con bôi hết cái mặt con đi, rồi xong làm lại thì mới nhanh hơn. Rồi, con gỡ ra luôn, con gội đầu luôn, xong bắt đầu mẹ làm lại cho con. Rồi, ok. Không, nhưng mà rồi. Bây giờ, ủa rành Tú đâu, cứ lỡ sợ. Anh ấy đang chờ, không sao đâu. Sợ trễ giờ không? Đẹp là quan trọng nhất mẹ. Con phải là sự hãnh diện của anh ấy, đúng không? Rồi. Đi. Rồi giờ để nó ngồi ngoài nó chờ luôn đi. Chết thật. Thế mà con tỉa tót, con cứ nghĩ là đây là kiểu tóc kinh điển của năm nay. Mẹ. Sao con? Sao? Bây giờ là nhìn con với mẹ là như hai mẹ con rồi chứ không phải là hai chị em nữa đúng không mẹ? Ừ, bởi vậy. Con thấy không? Có cái bàn tay của mẹ vô là nó khác liền, con thấy không? Bây giờ nhìn rất là trẻ, trẻ hơn hồi nãy gấp bao nhiêu lần luôn á. Cảm ơn mẹ. Sao con? Con thấy vợ con sao nè? Anh ơi, em có đẹp không? Đẹp.
Cảm ơn anh. Hôm nay nhìn mặt yêu thích đấy. Mọi hôm chờ một tí là mặt nhăn nhó. Hôm nay như thế có phải là thích không? Nhờ. Mắc cười quá à. Con phải biết thương vợ con hiểu không? Chờ đợi vợ là một hạnh phúc của một người chồng. Trời ơi, chờ vợ trang điểm thôi mà, đúng không con? Vâng. Trời, con chờ bao lâu mà con nhăn nhó? Vợ đẹp là làm đẹp mặt mình. Hôm nay là em nhanh đấy. Bảo đâu anh xuống chờ lúc 6 giờ đúng không? Bây giờ mới có 8 giờ 15. Trời, chờ có 15 phút thôi à mà làm gì nhăn nhó trời. Mẹ có nghe lộn thiếu mất số 2 không mẹ? À, thiếu số 2. Hả? Cái gì? Con 2 tiếng 15 phút cho cái bản mặt con luôn á hả? Trời đất ơi, thôi quá rồi. Thôi thôi, con làm vậy là thằng này mà nó chịu được á mới là lạ đó. Con trang điểm cái giống gì cái mặt con bôi đi bôi lại bao nhiêu lần mà 2 tiếng 15 phút? Con bị điên hả? Thì con cũng nghe lời mẹ con mới trang điểm. Một cái mặt cô dâu á, người ta trang điểm có 1 tiếng hay là 1 tiếng 15 phút thôi. Con đi ăn tiệc thôi mà con làm gì mà 2 tiếng 15 phút để nhỏ chờ dưới đây vậy? Mẹ bảo con phải thay make up đi thôi. Thôi, đi anh nhá. Không lại trễ bây giờ. Đi đâu em? Đi ăn tiệc nhà sếp anh chứ ở đâu. Đi nhanh không lại sếp la đấy. Nhanh, đi trễ anh giờ. Anh đi không? Rồi. Đi đâu? Anh tới nhà sếp rồi. Anh ăn xong đã đời rồi anh về đây luôn rồi. Ôi. Thấy ngậm tâm hả? Mày nhìn con của mẹ đồ ham ăn như là con heo ấy. Làm sao mà đi mà tự ăn một mình xong bây giờ về đây? Con nói chuyện tế nhị chút xíu đi. Nhưng con nói ham ăn như một con heo vậy là con chửi nói hay con chửi mẹ gì? Con mắc cười quá. 2 tiếng 15 phút bắt nhỏ ngồi đây chờ. Bụng đói meo nó đi rồi nó quay trở về vậy là mẹ thấy là đúng á. Hên đó mẹ, hên là hồi nãy là con bể bánh xe cho nên mấy con mới về đây trễ chút xíu đó. Chứ không thôi về sớm nửa tiếng nữa đó. Ừ. Thì anh phải đi lên anh hội em. Anh đi thì anh bảo là em ơi nhanh lên để anh đưa em đi. Anh chả nói chả rằng anh để em. Cứ từ từ em làm xong anh đi anh ăn là sao? Em ơi, lần nào mà anh không hối em. Anh hối em riết em mặt nặng mặt nhẹ với anh. Hên á, lần này anh làm vậy cho em chừa. Em biết tính ông sếp của anh nó là rất khó. Ổng đi á là ổng rất là ghét trễ. Anh hồi nãy anh chờ em, chính vì chờ em tới trễ 15 phút. Ổng la anh từ đầu buổi tới cuối buổi. Hên nó chưa mất việc là may rồi đó. Đúng rồi, chồng con lần này nó nói đúng rồi. Không có Bây giờ em mặc đồ đẹp thế này rồi bây giờ phải làm sao? Làm sao mà làm sao? Chụp hình post Facebook đi chứ làm sao? Không thì cũng phải đi đến cái tiệc cho em nhìn thấy mặt người ta xong đi về. Thôi, nghỉ khỏe. Anh ăn no rồi, giờ anh lên ngủ. Con lên ngủ trước đi mẹ. Ừ. Bây giờ đây mẹ có ý kiến vậy nè. Có 2 cách để con chọn lựa. Để đỡ mất công trời 2 tiếng 15 phút chứ bộ ít sao. Đúng không? Thứ nhất là con mặc nguyên bộ vậy nè. À, để nguyên cái mặt vậy con ngủ một giấc tới sáng mai đi cho nó bỏ cái công của mình. Còn cách thứ nhì nữa là con ngồi để con bán cà phê cái ca tối này cho mẹ đi. Kệ. Mặc đồ đi tiệc. Mặc đồ dạ hội bán cà phê. Thế nào cũng có chuyện nên cho ông hai ông theo dệt. Vậy đi con. Ôi, bao nhiêu công trang điểm, thay đồ đẹp như thế này, bây giờ đi ra ngoài bán quán. Vừa yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vừa luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, sát mong đối công bệnh viện, chồng mình chăm sóc ha. Vậy mà cho chồng đi hay thiệt. Trong đời này có ai mà rảnh mà nhớ anh đó. Để tôi nói vậy, nó cho ông cặn kẽ ha. Dạ. Dạ. Mày nói là tội nghiệp ghê không? Đừng có nói là bạn, anh lại gọi là nhờ giả anh cái gì đó. Nghe cái vụ mà ông Thanh nó là em đã cảnh cáo một lần rồi đó. Anh hứa với em một lần rồi đó. Không, anh hứa rồi mà. Alo.